Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Ăn Sập Sài Gòn. Hello. Hôm nay là ngày thứ hai mình ở Hà Giang mọi người, và mình sẽ quay lại cho mọi người xem là ngày thứ hai tụi mình đi đâu làm gì nha. Là tiết của ngày hôm nay khoảng 7-8 độ gì đó, và bây giờ hiện tại là 8:15 và tụi mình sẽ đi ăn sáng. Ăn sáng xong thì tụi mình sẽ đi lên cột cờ Lũng Cú. Đây là một cái cột mốc của Việt Nam mình, đó là cực bắc á. Tối hôm qua tụi mình ngủ á là tụi mình phải lấy cái máy sấy á, sấy cái mền, cái gối luôn á để mình ngủ. Xong rồi sáng nay tụi mình thay đồ á là phải sấy bộ đồ trước khi mặc vô người nữa. Bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục mà check out, tại vì để tối nay mình sẽ ngủ ở một cái chỗ khác chứ không có ngủ ở bên Đồng Văn nữa. Thì đây, bữa sáng thì tụi mình ăn bánh cuốn nha. Thì bánh cuốn nó sẽ có hai phần nè, một cái là bánh cuốn trứng, cái là bánh cuốn thường. Mình thử cái nước dùng này nha, nè nó trong trong đó, như nước súp vậy đó, nó không phải là nước mắm giống như ngọt của mình. Nước nó ngọt ngọt chứ không phải là nước mắm. Thì tự nêm nếm vô. Ở đây cái tô súp á thì sẽ có một phần chả cây, một cái phần chả quế. Đây bánh cuốn thì rất là nhiều nha mọi người, không có hành nha mà có ngò với lại hành phi. Trước quầy của cô bánh cuốn thì có một cái hàng xôi, nên là tụi mình sẽ mua xôi ăn thử. Xôi ngũ sắc bao nhiêu một phần chị? 30.000. Là có thịt nồi này kia luôn đúng không? Xôi này là có vị gì? Xôi này nó không có cái gì hết, có màu thôi, có màu bằng lá thôi. Nghĩa là đậu xanh. Đây là thịt xay á. À, thịt xay. Xay nhuyễn để xào lên. Đây hộp xôi của tụi mình là 30.000 mọi người. Dẫn cái chị. Nó cứ khô khô lạc lạc thế này rồi, nó cũng không ngon lắm. Nó còn một chút nước thịt. Chụp kín mất rồi. Đây là cho review nào. Khô quá, không có nước thịt, không có vị gì. Nhạt quá. Mặc dù là có thịt có đồ nhưng mà vẫn thấy nhạt. Hello mọi người, tụi mình đã đến với điểm đầu cực bắc Lũng Cú Đồng Văn mọi người. Trên đường mình có quay cho mọi người á, ở bên kia là Trung Quốc rồi đó. Hello mấy bạn Trung Quốc. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên trên cái chỗ này để quay cho mọi người xem nha. Trời ơi, hai cái chân mình bây giờ nó tê cứng hết rồi mọi người. Rồi, điểm cực bắc đây mọi người ơi. Trời ơi. À, có vĩ độ và kinh độ nè, Lũng Cú. Rồi chúc mừng chị. Chúc mừng chị đã đến với Lũng Cú, điểm cực bắc nha mọi người. Rờ đi mọi người. À mọi người, tụi mình đến đây á là cái điện thoại của mình nó tự chuyển vùng luôn rồi. Giờ rất là nhảy qua giờ Trung Quốc luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên.
Trời mọi người ơi, cái điện thoại mình không cầm nó. Đẹp quá. Ở đây đúng nghĩa là nè, view nè. Mà lạnh quá, cả tay tay cầm rồi. Bye bye, hẹn gặp lại điểm cực bắc. Chắc không biết bây giờ mới gặp lại. Sau khi mà đi xuống thì các bạn có thể xin cái tờ này ha. Xác nhận là mình đã đến điểm cực bắc. Này, cái mọc đây. Đóng không? À. Đã sang nhận. Đã sang nhận. Đã sang nhận. Ui. Wow, cảm ơn anh. Thập Sài Gòn nè, ngày 31 tháng 12 2020. Rồi. Đó. Điểm cực bắc tổ quốc. Đây, giấy chứng nhận. Ăn thập Sài Gòn đó mọi người. Đã đến đây rồi nha mọi người. Rồi mọi người nhận bằng khen nè. Đây, bằng khen. Yeah. Sau khi mà đi điểm cực bắc xong á thì bây giờ tụi mình sẽ đi đến cột cờ Lũng Cú. Thì ở trên đường đi qua cột cờ Lũng Cú á mọi người, mấy cái đào ở đây nó đã nở rồi nè. Hello chị. Anh Tú bỏ cuộc rồi mọi người. Đây, tụi mình phải đi bộ theo cái cầu thang này lên rồi mọi người. 279 bậc. Đi thôi. Hồi nãy thì tê cái chân rồi, bây giờ là hầm cái chân vậy sợ. Bây giờ thì tụi mình cùng tham quan cột cờ Lũng Cú nha mọi người. Cột cờ Lũng Cú sẽ nằm ở trên đỉnh Lũng Cú và với độ cao là 1470m so với mực nước biển. Cái chỗ này thì sẽ cách cái chỗ hồi nãy tụi mình đi là điểm cực bắc là khoảng 3km. Trên đỉnh cột là cán cờ cao 9m, cắm một cái lá quốc kỳ dài 9m và rộng 6m, tức là diện tích rộng khoảng 54m2 và tượng trưng cho 54 dân tộc anh em của Việt Nam mình á. Thì đứng từ trên đỉnh Lũng Cú thì các bạn có thể thấy được phong cảnh ở đây rất là đẹp luôn nha mọi người. Hello mọi người, sau khi mà đi tham quan cột cờ Lũng Cú xong thì bây giờ tụi mình đã về tới trung tâm của thị trấn Đồng Văn. Tụi mình sẽ ăn cơm trưa ở trung tâm Đồng Văn luôn, sau đó sẽ đi đèo Mã Pí Lèng. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem là đồ ăn hôm nay buổi trưa của tụi mình như thế nào nha. Đây, hôm nay tụi mình ăn rất là nhiều món. Gà rang nghệ, của mình là gà sầu nghệ đó mọi người. Bên này là trứng chiên heo cầu. Còn cái này là thịt lợn. Heo canh rau đậu nè mọi người, đậu Hà Lan. Bây giờ ăn cái này trước nha. Rồi. Sau khi ăn trưa xong thì tụi mình tiếp tục lên đường để đi khám phá đèo Mã Pí Lèng cũng như là dòng sông Nho Quế. Thì từ bên chỗ Đồng Văn mà đi qua bên đó, dòng sông Nho Quế thì cũng gần thôi mọi người, đi khoảng chừng nửa tiếng là đến. Nhưng mà cái đoạn đường đi thì khá là gập ghềnh và khó khăn đó. Trước hết á thì tụi mình sẽ đi khám phá dòng sông Nho Quế trước. Sông Nho Quế cũng là một điểm mà mình nghĩ là đáng đi nhất trong cái chuyến đi Hà Giang lần này của mình đó. Và dòng sông Nho Quế là bắt nguồn từ Trung Quốc nha mọi người, chảy qua tỉnh Cao Bằng cũng như tỉnh Hà Giang. Và ngày xưa thì dòng sông Nho Quế nó không có êm ả được như bây giờ đâu, nhưng mà bây giờ thì người ta ngăn đập thủy điện lại cho nên là nó cũng êm ả hơn. Để xuống được dòng sông Nho Quế thì mình sẽ có hai đường, một đường là đi xe máy giống như tụi mình đang đi này nè, và một đường nữa là các bạn có thể đi xe hơi xong rồi sau đó sẽ đi bộ xuống nha. Đi hết con dốc đó thì tụi mình sẽ đi bộ tiếp tục để đến bến thuyền nha mọi người. Trên đường đi thì mình thấy họ có cho thuê đồ dân tộc nữa. Đâu chị Trinh khoe áo Binsi đi chị. Ta da. Tự nhiên không có sữa ha. Amazing, good job em. Đó, mình đi gần tới sông mình đó mọi người. Trời ơi cái màu sông kìa trời. Chóng mặt quá. Nó xanh hơn cái mái nhà này nữa chị. Đúng. Đó, cái màu sông kìa mọi người. Trời ơi. Xíu. Tụi mình đang ở bến thuyền và đèn thuyền của tụi mình thì chưa tới cho nên là sẽ ăn một ít trứng nướng và khoai. Trời bốc khói, oh my god. Ngon quá. Lên đi. Lên thôi. Yêu quá. How would be a point in for you. Real.
rồi đây, hẻm tô sản các bạn có thể thấy ở bên tay phải của mình nè, bên này nè. Đó, đó là một con hẻm nhỏ thôi, đó là hẻm núi, nhưng mà là cao nhất Đông Nam Á luôn. Và thật sự là rất rất là đẹp luôn mọi người, cái màu sông Nho Quế cực kỳ đẹp luôn á. Không hiểu sao mà có cái màu này, chắc là lúc mà mình dựng phim này á mình cũng sẽ không có chỉnh màu đâu. Cái màu nó quá đẹp rồi mọi người. Mọi người có thể nhìn được cái màu. Trời ơi con hẻm kìa. Đó, mọi người thấy nó cao, cái ống kính của mình thấy không hết luôn, để mình bẻ lên nha. Đó. Mọi người thấy được con hẻm chưa? Trời ơi hùng vĩ quá. Cả nhà ơi rất là đẹp luôn á, mọi người phải đi đến đây một lần trong đời. Ít nhất là một lần trong đời, và tụi mình cũng nghĩ là tụi mình sẽ đi có một lần trong đời thôi. Tại vì đường đến đây thì rất là khó khăn, nhưng mà thật sự là thiên nhiên ưu đãi cho cái vùng đất Hà Giang này rất là nhiều cảnh đẹp. Đây là một cái cao nguyên đá nè, rồi một, tất cả mọi thứ đều rất 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 là đẹp luôn. Đó, hai bên thì ở bên đây như có hang động hay cái gì ở bên tay trái nè. Đó, bây giờ thì đi qua con hẻm, đó, mình đang đi băng qua con hẻm rồi mọi người. Đó, mà hai cái hẻm hai bên nó rất là cao, mọi người thấy không, nó cao lắm. Cho nên là mới là gọi là hẻm núi cao nhất Đông Nam Á. Ở dưới là con sông và ở trên nó là núi, hai bên là núi, đó. Trời, gió thổi cực mạnh. Đó, mọi người. Rất là mát, rất là đẹp. Đó. Đây là hẻm được UNESCO công nhận hả? Cái núi cao hả? Văn hóa thế giới à? À, di sản văn hóa thế giới luôn. Đẹp thiệt, trời. Em nói là đẹp hơn cả những cái hòn đảo mà em đã từng đi ở Thái. Nó cũng là có những cái hẻm như vậy. Nhưng mà hẻm của nó chỉ là vô một cái núi nhỏ thôi à. Không thể nào mà nó có một cái núi mà nó to như vậy hết á. Mà cái màu sông thì trời ơi. Có ai có thể bưng cái sông này về sông Sài Gòn được không? Cái màu sông đỉnh của đỉnh. Đó, mọi người đang coi. Cái này chắc mình sẽ không cắt đâu, tại vì lúc nào cũng đẹp hết. Đẹp lắm nha. Đẹp đẹp quá. Cái này mà đi vào mùa hè mọi người, là mọi người có thể được chèo thuyền kayak ở đây. Kayak là chèo đây hả? Nhưng mà gió quá cho nên không có chèo được đúng không? Bây giờ cái thuyền đi qua là anh sẽ bị sóng. À. Mùa hè thì mình có thể tắm luôn. Ở bên Hạ Long á chị, là nó cũng chèo giống như vậy luôn, nhưng mà nó sóng yên hơn. Nó biển. Biển chứ không phải là sông. Còn này là sông Nho Quế. Nếu mà các bạn đi vào mùa mà nó lặn gió á thì sẽ là các bạn có thể chèo thuyền kayak ở trên cái con sông này luôn. Trời thật sự rất đẹp, rất đẹp. Các bạn đi thì các bạn sẽ nhìn thấy hai bên nè, cây cối nè. Đẹp lắm. Hai bên cây xanh mướt luôn à. Trời ơi bật máy lạnh làm cái gì trời. Lạnh quá. Nhưng mà đẹp. Trời ơi. Cảnh thiên nhiên mà các bạn nhìn ở trong cái màn hình này á, thì nó cũng sẽ không bao giờ mà bằng được là các bạn ngồi ở đây như tụi mình. Và gió thì đang thổi lùa qua từng khe lông chân luôn. Nó lạnh tới mức đó luôn, nó lạnh kinh khủng luôn. Và cái góc nhìn của tụi mình nó cũng sẽ rộng hơn, nó sẽ nhiều cái hơn. Và cảm thấy được là thiên nhiên ở đây rất là hùng vĩ, rất là tuyệt vời. Ở trên tàu thì mấy anh đang mở nhạc sập sình, hy vọng là không bị bản quyền. Hi hi. Không, nhạc này chứ không bản quyền đâu. Chừng nằm ở Blackpink nữa. Đó, cảnh đó mọi người. Trời ơi, mê chưa?
con đường này mọi người, con đường lên cái chỗ này nè. À, người ta hay lên chụp ở chỗ này đúng không? Trời ơi. Cái này thì đang mới làm, trước thì à, ủa ghê quá à. Nhưng mà làm sao mà dám leo ra ghê vậy trời. Mọi người nó treo leo như vậy nè. Rồi bây giờ mình đi lên nha. Sợ chưa? Có ai sợ độ cao không? Nhìn rất là sợ. Nhưng mà bây giờ thì có con đường rồi, chứ ngày xưa là người ta phải leo đá tự nhiên như vậy nè để mà ra được cái chỗ đó để chụp hình. Không hiểu là ai phát minh, ai phát hiện ra cái chỗ này để mà ra đó ngồi. Cách cái mấy bước à. Bà nội mẹ. Ghê quá. Ơ, hai bên nè. Ghê quá. Hai bên nè mọi người. Trời. Theo như một số thông tin của mình đọc được thì sau cái chuyến đi của tụi mình khoảng tầm nửa tháng thì đã xảy ra một cái vụ tai nạn, có một người cũng leo lên trên cái mỏm đá này để chụp hình sống ảo nhưng mà bị té xuống, cho nên là cũng đã bị đóng cửa cái khu này rồi, không có cho leo lên nữa. Thật sự lúc đó tụi mình ở đó cũng thấy rất là nguy hiểm, cho nên là nếu mà bạn nào mà đi mà có thể leo lên được hoặc là muốn leo thì mình nghĩ là nên cân nhắc lại, tại vì khá là nguy hiểm. Ở bên dưới không có một cái đồ bảo hộ hay là không có một cái gì hết. Cố gắng để cho một chuyến đi du lịch của tụi mình được an toàn và vui vẻ nào. Mọi người ở trên đường đi mà về homestay thì tụi mình sẽ đi qua một cái chỗ này, nghe một cái góc cua thôi nhưng mà nhìn được hết từ trên cao của hẻm Tú Làng luôn. Thôi tụi mình off máy tranh thủ đi về nhé. Bye bye mọi người. Sau đó thì tụi mình về check in khách sạn. Thì cái chỗ hôm nay của tụi mình ở là homestay Mèo Vạc Clay House, nằm ở thị trấn Mèo Vạc mọi người ơi. Đây cũng là một cái khu làng ngày xưa nhưng mà bây giờ thì đã được đầu tư để được làm miếng một cái khu homestay luôn. Có rất là nhiều nhà ở trong này, cho nên là các bạn nào mà nếu mà đi tự túc thì cũng có thể tham khảo là Mèo Vạc Clay House nha. Cái chỗ này rất là đẹp. Mọi người ơi, trời tối rồi cho nên là chất lượng video cũng sẽ không được đẹp lắm nha mọi người. Mèo Vạc Clay House. Trời ơi, xinh thế. Hai giường bự thiệt bự luôn, chứ không phải bự như giường. Bên này là toilet. Không quay nước nóng. TV. Đồ đạc đầy đủ, có máy lạnh nha mọi người. Cái đó gì vậy chị? Đèn sưởi hả? Cái đèn bình thường thôi chứ không có sưởi. Không, em nghĩ là nó là đèn sưởi đó chị. Chỉ phải đợi một hồi nó mới ấm, đúng rồi. Chứ không ai mà gắn cái đèn bình thường như vậy hết. Sưởi nè. Wow, ghê vậy. Ui, có ấm không? Ấm. Trời ơi, mọi người ơi, lần đầu tiên thấy. Có sấy giường luôn nha. Yên tâm, đêm nay ngủ ngon. Rồi, tới một yêu thích mỗi ngày, đó là ăn tối. Tối nay tụi mình sẽ có một cái phần này là bò cà ri. Rồi, bên này là rau cải. Bên này là thịt heo, thịt lợn. Đây là canh khoai môn. Có khoai môn với cái gì nữa. Có bánh phồng ăn chơi nữa. Rồi, mời mọi người ăn tối nhé. Later that same evening. Hey, mọi người, ở trong cái khu mà Mèo Vạc Clay House này á, thì nó sẽ có dịch vụ tắm lá thuốc, xông hơi, ngâm chân và massage chân. Cho nên là mình sẽ làm một combo này luôn, 450.000. Thì cái khu này giống như là một cái spa nhỏ vậy á. Và nó rất là dễ thương. Đẹp quá mọi người ơi, dễ thương quá à. Tới nay em sẽ up chụp hình trong này luôn. Em bật hết rồi đó. Trời ơi đây nè. Ông anh ơi. Đây là giống như phòng tắm vậy mọi người.
dễ thương quá à. Kiểu cũng mới mới á, đồ đạc rồi nhìn nó cũng mới. Mọi người ơi, mình được thử cái quạt sưởi rồi nè. Đây là lần đầu tiên mình thấy cái quạt sưởi. Ấm lắm, siêu ấm luôn. Đây, anh Tú và chị Trinh đang chuẩn bị massage chân rồi mọi người. Chị Trinh được thay một cái quần nha. Sao bây giờ nhìn mới đi đàn ông vậy? Cái khu này mới, sao mới tinh à? Mọi thứ đều mới tinh à. Ờ, dễ thương, đầu tư ghê, ở trên xà trần gỗ luôn kìa. Cái gội đầu đang làm nữa đó. Ờ, cái gội đầu là chưa xong á. Hello mọi người, hôm nay thì chỉ có một mình xài combo, tức là tắm lá thuốc xông hơi và ngâm massage chân thôi. Thì đây là cái bồn tắm của mình mà họ đã chuẩn bị xong rồi. Thì ở đây đó mọi người thấy không, cái này là nước thuốc lá thuốc của người Dao nè. Và ở bên này thì nó sẽ có một cái xông hơi nè, cái này cái vòi hơi vào nè. Và ở dưới đây thì nó có một cái nút xả nữa. Cái nước lá thuốc này nó rất là thơm nha. Thì mình sẽ ngâm, mình để cái đầu mình lòi ở đây hồi các bạn sẽ thấy. Xong thì sẽ tắm trán lại. Đó, ở bên này thì giống như một cái phòng sauna riêng vậy đó. Rất là xịn, rất là dễ thương. Bây giờ thì mình sẽ thay đồ mình tắm nha. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì sáng nay tụi mình ăn sáng ở homestay luôn. Đây là tô bún bò mình gọi, và đây là tô phở bò. Bây giờ tụi mình ăn sáng và chuẩn bị đi nhé. Trời ơi, qua giờ ngủ mà mặt mình nó còn sưng luôn mọi người, chưa có tỉnh nữa. Ok, chung á là thời tiết ở đây nó lạnh lắm, cho nên là hả tối hôm qua có hơn là cái giường nó có cái phần sưởi ấm á, cho nên là ngủ cũng rất là ngon. Cái điểm bưng cái đồ sưởi ấm mới về. Hơn là sáng nay cái anh đi tour á, anh vô anh gọi tụi mình dậy á, chứ không thì chắc là mình ngủ luôn. Cho nên là cái này cũng suy nghĩ về việc đi nên đi tour hay không nha. Tại vì đi tour thì người ta sẽ đốc thúc mình đi là một nè, sẽ đi được nhiều nơi này kia, chứ còn mình đi chắc mình ngủ 3 ngày. Sau khi ăn sáng xong á, thì tụi mình đã tham quan một vòng cái khu homestay để chụp hình. Và sau đó thì tụi mình đã rời khỏi khu homestay này để về trung tâm thành phố Hà Giang, kết thúc chuyến đi tour lần này của tụi mình. Nói chung là đây là một cái chuyến đi mà mình nghĩ là rất là xứng đáng, rất là nên đi, rất là tuyệt vời. Mọi người ơi, mọi người nhớ đi Hà Giang. Và nếu như mà mọi người đi ít người hoặc là muốn có một tour để trải nghiệm, thì các bạn cũng có thể trải nghiệm thử cái tour mà chỗ của tụi mình đi. Cái chỗ này á, là Min's House. Và mình sẽ để link của cái chỗ này ở bên dưới để cho các bạn có thể tham khảo nha. Thật sự là những cái bạn hướng dẫn viên của tụi mình rất rất là dễ thương luôn. Chở tụi mình đi nhiều nơi, được ăn nhiều chỗ. Và có những người hướng dẫn viên bản địa thì cái chuyến đi của tụi mình cũng sẽ biết thêm được nhiều thứ hơn về cuộc sống của người dân ở nơi đây nữa. Và thật sự thì Hà Giang rất rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Mình phải nói 1000 lần chữ đẹp, tại vì nó quá đẹp. Đi Hà Giang á, thì các bạn nhớ là để ý về thời tiết, cũng giống như là chuẩn bị quần áo này nọ thật là kỹ càng nha. Đừng có như tụi mình, tại vì lần này tụi mình đi vào cuối năm á, cho nên là thời tiết khá là lạnh luôn mọi người. Mình phải nói là không phải là khá nữa, mà là rất là lạnh luôn. Và thời tiết lên tới âm độ, cho nên là chỗ nào tụi mình cũng cống cả người luôn á. Mình nghe nói á, là thời tiết mà đẹp ở Hà Giang là tầm tháng 3, tháng 4. Ở trên đường về á, tụi mình còn ghé tới một tiệm để ăn trưa nữa và kết thúc ở thành phố Hà Giang. Nhưng mà kết thúc thì vẫn chưa hoàn toàn là kết thúc ở đây. Tại vì tụi mình vẫn còn bắt hay gọi là ép mấy anh tour guide dẫn tụi mình đi một quán cà phê ở Hà Giang nữa. Thì mấy anh có chở tụi mình lên một cái quán cà phê nằm ở trên đồi ở thành phố Hà Giang. Cái quán này á, mình cũng không nhớ tên nữa, nhưng mà nằm ở trên cái ngọn núi ở ngay trung tâm thành phố Hà Giang luôn. Và cái chỗ này nó có thể phóng tầm mắt ra để nhìn thấy được hết toàn bộ thành phố Hà Giang. Hà Giang đẹp như thế nào, mát lạnh như thế nào, trong xanh như thế nào, thì các bạn có thể lên đây để trải nghiệm nha.
But you got yourself in too. Mọi người, hiện tại thì tụi mình đã về tới thành phố Hà Giang rồi và đang ngồi ở một cái quán cà phê ở trên núi Cấm. Thì cái chỗ này là một chỗ cũng khá là nổi tiếng ở trong thành phố Hà Giang luôn. Và ở trên này thì sẽ có một quán cà phê để mọi người có thể ngồi ngắm cảnh toàn thành phố, rồi uống những ly cà phê. Hoặc là ở đây cũng có rất là nhiều thứ hay ho để ăn, để uống. Và cũng kết thúc hành trình khám phá Hà Giang 3 ngày 2 đêm của mình ở đây. Nói chung á là tổng review lại thì mình thấy rất là thích cái chuyến đi này. Thì một, thứ hai là cũng rất là thích những cái bạn ở trong tour để dắt tụi mình đi, rất là hỗ trợ, rất là nhiệt tình. Và mình cũng hy vọng là các bạn nào mà đã xem cái video này thì cũng sẽ có thêm nhiều cái tham khảo nè, nhiều cái động lực để đi Hà Giang hơn nếu mà các bạn xem được những cái thước phim đẹp mà mình quay. Và cảm ơn các bạn đã xem tới video này của mình. Nếu thích, để lại cho mình một like, một subscribe cũng như là comment ở phía bên dưới cho tụi mình biết là ý kiến của các bạn như thế nào nha. Đây là hai bạn dẫn tour của tụi mình nè. Đây là Nam Winter. Đây là Nam và đây là Đoàn, còn một bạn nữa tên là Hùng nữa. Thì đó, nếu các bạn nào muốn đi giống tụi mình đó thì có thể liên hệ những cái thông tin mình sẽ để ở bên dưới description cho các bạn có thể tham khảo. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye mọi người, bye bye chị Trinh. Bye.